À, chào các bạn, hôm nay các bạn lại đến một cái chương trình giao lưu với một bạn nữ còn rất là trẻ. Bạn là một doanh nhân rất là tài năng. Vậy thì cái điều gì mà bạn được nói như vậy? Thì hôm nay bạn sẽ nghe, bạn sẽ chia sẻ một đôi nét. Vậy thì bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chào thầy và chào tất cả các bạn. Mình tên là Đặng Diệp Thúy. Hiện tại là mình đang được 26 tuổi rồi và mình vẫn còn đang độc thân. Bạn đến Sài Gòn này bằng cái gì nào ạ? Mình vào Sài Gòn là đến nay là phải được 8 năm rồi. Là kể từ hồi mình học đại học, mình học đại học luật. Sau đó rồi bạn bạn ra bạn đi làm cho công ty người ta hay là bạn ra là bạn làm kinh doanh liền? Thời kỳ đầu mới là mình có làm việc cho một công ty luật tại Sài Gòn này. Thì làm mình làm là từ hồi mình học năm tư, là khi đó mình thực tập. Đến khi mà mình ra trường xong á, thì công ty đó mở chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Thì mình ra ngoài Hà Nội để mở chi nhánh cho công ty là một năm. Sau đó thì mình về Sài Gòn thì mình nghỉ việc ở công ty đó luôn và quyết định ra làm riêng. Wow, vậy là bạn ra bạn có công ty là năm bao nhiêu tuổi? Năm đó là 23 tuổi. Các bạn thấy tiền tuyệt vời không ạ? 23 tuổi đã ra quyết định là ra sở hữu công ty riêng. Cái điều gì nó làm cho em quyết định rất là đột phá ra mở công ty rất là sớm, trong khi rất là nhiều cái người bạn như em thì lại là chưa. Chưa có ý thức được cái việc đó. Hồi đó thì thực sự là bạn của mình là chỉ có vào trong nhà nước để làm thôi. Một là làm ở bên tòa, hai là làm bên viện kiểm sát, hoặc là làm cho một cái công ty luật nào đó. Cái động lực mà để mà mình ra mình làm á, đó là mình rất là muốn chủ động về thời gian. Cái thời điểm mà mình làm việc tại công ty luật á, là mình muốn nghỉ, muốn có một cái thời gian nào đó để đi du lịch. Nhưng mà công ty thì nó tạo quá là áp lực cho mình phải làm việc ở công ty. Rồi về đợt đó là mình làm về sở trí tuệ, thì lúc mà làm ở Hà Nội á, là phải tập trung rồi tuyển nhân viên đào tạo ở ngoài đó để set up một cái hệ thống ở ngoài Hà Nội cho nó chuẩn. Thì lúc mà mình về Sài Gòn á, cái thời điểm đó thì mình cũng không có cái thời gian để mà đi đâu cả. Mình cảm thấy là mình rất là bị áp lực, thì mình quyết định mình nghỉ và mình muốn là mình có một cái sự nghiệp riêng cho mình và nó phải phát triển một cái lên một cái vực bậc nào đó. Trong cái giai đoạn mà ra khởi nghiệp á, thì có nhiều người ủng hộ không? Ví dụ bạn bè học chung, ba mẹ hoặc là những người chúng ta quen ủng hộ nhiều hơn hay là phản đối nhiều hơn? Thực sự là hồi mà mình ra mình làm là không có một ai mà ủng hộ mình cả. Phải khẳng định là như vậy luôn. Từ cả bố mẹ, cả bạn bè và cả cái công ty cũ của mình nữa. Bố mẹ á, thì cái lúc mà mình ra trường á, thì đều mong muốn là mình về tòa án mà ở tỉnh để làm, tức là về quê á. Nhưng mà cuộc sống, nhưng mà mình lại không có thích về quê, mình thích là tự do tự tại ở cái thành phố lớn để phát triển. Còn bạn bè thì nói là trời ơi, mày học bao nhiêu lâu vậy rồi, bây giờ mày ra mày kinh doanh thì kinh doanh cái gì, chẳng lẽ mày mở văn phòng luật ra để mày làm hả, chứng chỉ đâu mà làm, rồi làm gì mà có mà cái ngành luật á là phải nó dựa vào niềm tin và kiến thức nhiều, thì mới đầu ra như vậy thì ai mà tin để mà đến để mà làm việc với mình được, vì lúc đó mình quá là non. Còn cả công ty cũ thì đúng là cái lúc đó mình ra thì kêu là cho con nhỏ này ra thì làm được cái gì, cái kiểu mà ở công ty làm còn chưa chưa ra hồn nữa mà bây giờ ra thì làm sao mà làm được. Vậy thì trong lúc đó trong bạn nó có cái niềm tin gì mà tất cả những điều đó không xô ngã được bạn mà bạn vẫn cứ ra bạn làm cho đến nó có được cái công ty ngày hôm nay? Cái lúc đó thì một cái động lực to lớn đó là mình tự tin vào bản thân. Tuyệt vời. Rất là tự tin vào bản thân. Và bản thân mình đó thì lại rất là kiên trì để mà theo đuổi một cái gì đó. Cả cái lúc mà hồi xưa mà đi học cũng vậy, mình chỉ còn muốn một cái điều gì đó mà thì mình sẽ phấn đấu để mà đạt được cái điều đó. Thì lúc mà mình nghĩ là ra kinh doanh thì giờ đầu tiên là mình phải tìm khách hàng nè, để mình nuôi sống được mình.
sau đó là mình thiếu kiến thức thì mình bổ sung thêm kiến thức. Không học luật thì cần phải có kiến thức luật là chắc chắn, nhưng mà thiếu kiến thức kinh doanh thì mình phải học về kinh doanh. Mình không đi học thầy thì mình tự học, và tự học tự hợp sát ở nhà để mà có thể trau dồi được kiến thức và cứ làm mỗi ngày. Rất là tuyệt vời. Đúng là phải tin vào chính mình, tin vào quyết định của mình. Hồi xưa mình cũng như vậy thôi, có ai ủng hộ đâu. Vậy thì bạn có thể giới thiệu sơ hồi nãy giờ mọi người nghe bạn nói ra khởi nghiệp rất là nhiều, nói về công ty, nhưng mà cụ thể là công ty bạn đang làm những cái công việc gì để cho mọi người cùng biết công ty mình hiện tại đang làm những công việc gì. Thì mình giới thiệu qua công ty mình tên là City & Partner, thì nó chuyên về bên cái lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bao gồm nó làm bảo hộ nhãn hiệu này, bản quyền logo này, tư vấn về nhượng quyền và một số cái giấy tờ mà bên cái sản phẩm, ví dụ như mã số mã vạch hoặc là công bố, hoặc là một cái nhỏ nhỏ nữa là thành lập doanh nghiệp. Nhưng mà thường thì thành lập doanh nghiệp thì nó liên quan đến kế toán nữa, thì mình sẽ liên kết với một cái đối tác khác để làm chuyên về cái việc đó hơn. Thì cho tới giờ là cũng được 4 năm rồi đúng không ạ? Dạ cũng được 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi rồi, thì qua 3 năm rưỡi hoạt động kinh doanh đó, bạn đã có được những cái thành tích và đã tạm hài lòng với cái công ty của mình chưa? Hiện tại là nếu như mà hài lòng thì chắc chắn là chưa, vì mình còn cảm giác, còn cảm thấy là mình còn phải phát triển lên mỗi ngày và phải xây dựng mà theo một cái hệ thống và những cái quy trình mà nó chuẩn hơn để có thể mà đi xa, nhiều người đi tới hơn nữa. Nhưng mà đối với cái doanh thu hiện tại thì mình cảm thấy là nó rất là ổn so với cái thời điểm khởi đầu, và đối với những cái bạn bè mà cùng lứa tuổi với mình khi mà họ đang đi làm tại các cơ quan khác hoặc là các công ty khác thì mình là phải gọi là trên họ một bậc rồi, nên cảm thấy là mình cũng cảm giác hơi vui về cái điều đó. Bạn có thể cho mọi người biết là những ai thì cần phải làm dùng cái dịch vụ của bạn, thì những dịch vụ của bạn thì nó cũng liên quan tới pháp lý. Có nhiều người vẫn chưa có nhận ra lắm, thì những cái trường hợp nào, doanh nghiệp nào bị những trường hợp nào thì cần phải liên hệ với bạn, và bạn có sẵn sàng tư vấn cho họ hay không, và họ liên hệ với bạn bằng cách nào? Thì hầu như nếu như mà nói về thương hiệu á, thì các cái công ty mới ra thành lập thì gần như là phải cần về cái vấn đề thương hiệu rồi. Bởi vì cái thương hiệu là việc mà bạn xác lập cho nó một cái tài sản. Cái tài sản này là tài sản vô hình nhưng mà nó có giá trị, và nó sẽ tăng theo cái thời gian hoạt động của bạn. Nên những cái bạn mà mới ra khởi nghiệp thì bạn nghĩ là bạn chưa cần phải xây dựng thương hiệu. Nhưng mà thật ra đó là một cái quan điểm mà nó chưa đúng. Nó chưa đúng. Bởi vì là cái khi mà bạn có cái thương hiệu rồi thì bạn sẽ tập trung với nó hơn, và bạn xây dựng cái thương hiệu đó, cái sản phẩm của mình một cách bài bản hơn, và nó có từng bước, và bạn có niềm tin và có cái động lực để đi theo nó với một cái con đường dài hơn. Và ngoài ra khi mà bạn mà xác lập được cái thương hiệu, cái quyền cho cái tài sản này thì bạn sẽ có thể mà xử lý xâm phạm khi mà có những cái thương hiệu khác nó trùng hoặc là nó gây nhầm lẫn với bạn. Khi người ta mà không có thể đăng ký cái tên mà tương tự giống như bạn được, cái sản phẩm của bạn được, hoặc là trong đến một cái giai đoạn mà bạn thành lập được 2-3 năm, bạn mới nghĩ đến cái chuyện là bây giờ thì mình lớn rồi, mình cần phải xây dựng cái thương hiệu cho mình, thì lúc đó có thể là bạn không có đăng ký được, bởi vì cái tên của bạn đó, cái tên sản phẩm đó nó lại tương tự với một cái sản phẩm nào đó đã được bảo hộ rồi, thì lúc đó mình lại không có quyền, thì mình phải buộc là phải bỏ cái tên đó đi và xây dựng lại một cái tên khác, thì nó rất là phiền phức. Lúc đó thì nhà nước họ không có bảo vệ cho mình đâu, họ chỉ bảo vệ cho những cái thương hiệu mà đã được đăng ký rồi thôi. Vâng, vậy thì một người ở Việt Nam mà họ muốn ra nước ngoài họ kinh doanh và họ muốn bảo hộ cái thương hiệu này ở nước ngoài thì bạn có làm được không? Bên mình là có cả làm mà cho bảo hộ là tại Việt Nam này, bảo hộ cho cái thương hiệu mà tại Việt Nam ra nước ngoài này, và bảo hộ thương hiệu từ nước ngoài vào Việt Nam, thì đa chiều như vậy liên quan đến thương hiệu là bên mình đều có thể làm được hết. Vậy một người mà họ muốn bạn tư vấn để rõ hơn thì họ làm cách nào để họ liên hệ với bạn?
Bây giờ thì mình đang có hai cái kênh, hai cái thông tin chính thống mà các bạn có thể liên lạc được. Cái thứ nhất là website, thì website của mình là city-partner.com. Cái thứ hai á, đó là mạngdiemthuy.com, hoặc là bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0932 335539, thì lúc đó là có thể liên lạc được với mình luôn ngay lập tức. Vâng, thì trong 3 năm rưỡi kinh doanh á, bạn có cái gì mà nó làm cho bạn vui và rất là hạnh phúc? Cái niềm mà hạnh phúc nhất trong cái quá trình kinh doanh đó là cái phản hồi của khách hàng. Khi mà khách hàng, mình tư vấn cho khách hàng thì mình luôn mong muốn đó là khi mà họ bắt tay vào xây dựng thương hiệu là họ hiểu được cái quyền của họ có là được cái gì. Cái thứ hai á, họ hiểu được thương hiệu là gì, để khi á, mà trong cái quá trình kinh doanh của họ á, họ biết được á, là họ cần phải đi như thế nào, cái thương hiệu đó họ cần phải xây dựng như thế nào thì nó ra thị trường nó tốt, và họ có cái cách đánh giá cả về cái đối thủ cạnh tranh của họ nữa. Thì tổng quan lại đó là khi mà khách hàng của mình họ hiểu biết về thương hiệu và họ có thể mà nói chuyện với những cái đối tác, những khách hàng của họ về thương hiệu của họ như là một chuyên gia có kiến thức về thương hiệu, là mình cảm thấy mình đã là một thành công rồi, có một thành công trong đó rồi, rất là vui đúng không, khi khách hàng em hiểu về cái mà họ đang sở hữu đó. Dạ, đúng rồi ạ. Vậy thì chắc chắn là trong 3 năm rưỡi ra làm kinh doanh nó có những cái việc va vấp, nó có những cái té lên, nó có những cái mà nó làm cho chúng ta rất là đau buồn. Vậy thì nếu một cái việc, một cái câu chuyện buồn, một cái chuyện hối tiếc hay là một cái gì đó mà bạn cần chia sẻ, đó là cái gì? Nếu như mà một cái hối tiếc nhất đó là mình nghĩ là mình cần phải đi học và một cái lớp về kinh doanh sớm hơn. Bởi vì ngay từ thời điểm khởi đầu á, mình rất là tự tin vào bản thân. Mình có khả năng về nghiên cứu, khả năng về tự học. Nên suốt cái khoảng thời gian mà từ khi mở đầu đến 2 năm rưỡi á, là mình là người học luật mà, nên kiến thức về kinh doanh mình hoàn toàn không có đâu. Và cả gia đình của mình cũng không có ai kinh doanh cả, chỉ có làm nông thôi. Nên lúc đó thì mình tự mua sách. Ví dụ như mình cảm thấy mình thiếu về cái kỹ năng về đàm phán, mình sẽ đọc sách về đàm phán. Kỹ năng về tìm kiếm khách hàng, mình sẽ tìm những cái cuốn sách như vậy. Rồi kỹ năng sale, rồi làm sao để mà phát triển được khách hàng của mình, rồi làm sao để chăm sóc khách hàng, mình sẽ tự nghiên cứu hết. Đến một cái thời điểm mà sau cái 2 năm rưỡi đó, mình cảm thấy là mình đang phát triển rất là chậm, mặc dù là mình có kiến thức nhưng mà mình vẫn phát triển chậm. Thì lúc đó mình mới đi tìm một cái lớp kinh doanh để mình có thể học bài bản hơn. Thì lúc đó thì mình mới tìm đến thầy Nguyễn Thế Duy. Cơ duyên đúng không? Là từ một anh khách hàng của mình luôn. Anh khách hàng của mình là có học thầy Nguyễn Thế Duy. Và lúc đó thì anh giới thiệu mình và anh bảo là em đi học đi, em chỉ cần học một lớp của thầy thôi là em sẽ vỡ lẽ ra. Và em cảm thấy là không có, em sẽ cảm thấy là em sẽ hối tiếc những cái thời gian mà em đã không đi học ngay từ đầu. Và khi mà mình đi học ngay từ hai cái ngày đầu tiên thôi thì mình đã cảm giác được cái điều đó rồi. Nếu như mình học sớm hơn á, thì đến cái thời điểm này mình đã ở một cái bậc nào đó rồi, chứ không phải là mình ở lơ lửng ở phía dưới nữa mà mãi không biết làm sao để mình lớn lên. Vâng, cái trường hợp của em á là nó cũng rớt những người ra làm ra nó cứ bước cái đúng cái chỗ đó. Yeah. Tức là không có tiếp thu cho mình cái thế giới kinh doanh nó bà bản ra. Vậy thì bây giờ á, em là người, là một trong những đứa hình của một người nữ mà ra cái nghiệp còn rất là trẻ, và rất là nhiều bạn nữ rất là khao khát muốn ra khởi nghiệp nhưng mà do một cái sợ gì đó, một cái e ngại đó mà chưa có dám ra. Thì em có thể gửi một cái lời khuyên hoặc là một cái chia sẻ, một cái kinh nghiệm gì đó đến cho những cái bạn trẻ đó được không? Đối với các bạn nữ mà như mình đó, thì là về cái độ tuổi kinh doanh đó, thì không giới hạn. Bất kỳ cái độ tuổi nào bạn đều có thể mà tự mình ra kinh doanh được. Nhưng mà cái quan trọng đó là bạn trong bản thân của bạn á, bạn yêu thích cái việc kinh doanh, bạn thích được kinh doanh, thích được có những cái ý tưởng để triển khai những ý tưởng đó ra để xây dựng cho mình một cái sự nghiệp riêng độc lập và có thể phát triển được, thì bạn hãy tự tin mà bước ra. Để mà thì trong cái giai đoạn mà kinh doanh đó, bạn sẽ được học và sẽ có những cái vấp váp, nhưng
Nhưng ngay tại cái thời điểm đó, về chính bản thân bạn đã có những cái được cái những niềm tin, bạn đam mê, bạn yêu thích, thì cái việc mà ra sẽ có người này người khác hỗ trợ bạn chủ yếu là ý chí từ bản thân bạn. Nên cái chia sẻ của mình đó, khi mà bạn đã quyết định bạn có đam mê về kinh doanh thì khi ra kinh doanh đó, bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tinh thần. Một cái tinh thần đó là bạn luôn nghĩ là không phải con đường nào nó là bằng phẳng cả. Nó sẽ có những cái lúc mà mình thất bại, mình va vấp. Nhưng mà bởi vì cái tinh thần của mình ban đầu đủ mạnh, đủ lớn thì mình có thể vượt qua những cái thử thách đó để mà mình vượt lên, mình đi qua được và mình có thể phát triển được. Cái thứ hai á, phụ nữ bây giờ á, thì mình cần phải có kiến thức về đúng cái sản phẩm của mình, cái dịch vụ của mình, cái chuyên ngành của mình. Cái thứ hai á, đó là kiến thức về kinh doanh, đó là cái quan trọng. Thì cái kinh nghiệm của mình hồi xưa, kiến thức về chuyên môn nó rất là tốt, nhưng mà về kinh doanh nó chưa tốt nên mình tự học. Nhưng mà nếu như mà bạn tìm được một cái môi trường học tốt thì cái con đường kinh doanh của bạn nó sẽ phát triển nhanh hơn và tốt hơn. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi bạn có thời gian để giao lưu với bạn Thúy và hiểu được cái công việc kinh doanh của bạn Thúy. Nếu mà bạn đang xem đoạn video này trên YouTube này, ok, và bạn vướng những cái lĩnh vực trong cái chức năng của bạn Thúy, thì bạn hãy mạnh dạn liên hệ với bạn qua kênh website, qua kênh Facebook, hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ với bạn Thúy để bạn Thúy chia sẻ thêm về cái kinh nghiệm ra kinh doanh sớm của bạn. Và cái đây là một điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã nghe cái chương trình này, và sẽ gặp các bạn vào các chương trình phía sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn.